Xin chào tất cả các bạn. Lần trước tôi đã giới thiệu với các bạn đầu Mitsubishi model HVV36. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đầu video khác rất chất lượng và cũng khá đắt tiền trong thập niên 80. Đó chính là đầu National model NV1000HD. Đầu NV1000HD này được sản xuất vào năm 1986. Thời kỳ năm 1986 là thời kỳ đỉnh cao của các đầu VS. Lúc này các hãng bắt đầu tung ra những model chất lượng cao và rất bền để khẳng định thương hiệu của nhau. So với những model khác trong cùng thời kỳ thì model NV1000HD này được xây dựng rất kỹ lưỡng và có sự đầu tư trong thiết kế. Phía trước của máy có dán dòng chữ Video Master, chứng tỏ đây là dạng hàng chất lượng cao. Những máy National có dán dòng chữ Video Master này rất hiếm, chỉ có một vài model mà thôi. Thì từ từ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hết những model đấy. Máy này là một máy Hi-Fi có độ nén dải rộng là 90 dB và đáp ứng tần số từ 20Hz cho đến 20kHz. Máy này thuộc dạng hàng GX4, có đặc tính là Golden Excellence 4Hz System, chứng tỏ là máy này cho chất lượng rất tốt ở cái chế độ là kỹ xảo và slow motion. Ngoài ra máy này còn là máy HQ cho chất lượng video rất tốt. Máy này có trang bị tính năng George Settle cho việc tìm kiếm, và máy này còn có chức năng dựng phim đơn giản nữa. So với những model khác trong cùng thời kỳ thì model NV1000HD này có sự đột phá về công nghệ. Trong khi các đầu khác được thiết kế mỏng và đơn giản thì đầu NV1000HD này được thiết kế rất dày, rất nhiều mạch, và đặc biệt là cái mạch điện của máy này được thiết kế rất là độc đáo và rất khác so với những máy cùng thời kỳ. Cũng như đó là nó sử dụng cái dàn cơ rất là bền, có cơ chế là Direct Drive sử dụng đến 6 động cơ ăn khớp trực tiếp giúp tăng tính ổn định và độ bền. Ở cửa băng có dòng chữ McLaur GX4. McLaur là một thương hiệu rất nổi tiếng của National. Những cái đầu National nào được gắn cái thương hiệu McLaur này là những cái đầu VS rất chất lượng. Và đặc biệt là những cái máy trong khoảng thời gian này thì đều được gắn số series để dễ quản lý. Bên trong cửa bên nhỏ này có rất nhiều nút nhấn và công tắc chức năng. Đây có những nút vận hành băng cơ bản, nút play, hai nút tua băng, nút stop, nút tạm dừng, nút ghi băng. Ở đây có 4 nút nhấn dành cho việc dựng phim, bao gồm là nút Edit, nút In, Out và Set. Đây chính là hai nút dùng để chọn kênh. Máy này đời cũ cho nên không có chức năng auto tracking, mà thay vào đó chúng ta sẽ chỉnh tracking bằng tay. Máy này sẽ có hai nút chỉnh tracking, đó chính là mức tracking ở chế độ Play và tracking ở chế độ Slow Motion. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng của hình ảnh, từ mờ đến sắc nét. Đây chính là hai biến trở thân gạt dùng để chỉnh âm lượng khi chúng ta dùng máy này để ghi băng. Và đây chính là công tắc mode dùng để hiển thị. Chúng ta có thể là hiển thị mức Hi-Fi tracking, hiển thị mức audio hoặc là tắt. Đây chính là các phím và công tắc dùng để lập trình timer. Và đây chính là công tắc MBX filter, giống như là những cái công tắc ở đầu cam cassette vậy. Đây chính là ba giác cắm AV in, và đây chính là công tắc dùng để chọn loại ngõ vào. Để tiện lợi hơn trong quá trình tìm kiếm hình ảnh hoặc là dựng phim thì máy này có trang bị thêm chức năng là Zoom và Settle. Máy này có hai đồng hồ chỉ thị. Thứ nhất đó chính là counter và dàn VU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Và cái đồng hồ bên phải này đó chính là đồng hồ dùng để hiển thị timer. Máy này được thiết kế rất đẹp. Đây chính là phần phía sau của máy. Phía sau này có một cái tấm tan nhiệt rất là to. Và đây chính là khối cái giá cắm AV. Do máy này chỉ là máy VS thông thường, không có S VS, cho nên là chúng ta thấy là chỉ có jack RCA thôi, không có S video, bao gồm là audio và video. Và đây chính là cái giá cắm anten dành cho ngõ UHF và VHF. Đây có một ngõ dùng để cắm remote dành cho chế độ dựng phim. Đây chính là toàn bộ bên trong của máy. Máy này được thiết kế rất phức tạp và trông có vẻ rất chắc chắn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng thành phần. Đây chính là khu vực bộ nguồn. Và máy này sử dụng nguồn biến áp. Nguồn biến áp này tuy cồng kềnh nhưng mà cho chất lượng rất tốt và rất bền, ít hư hỏng. Bộ nguồn của máy này có công suất là 44 VA. Bên cạnh bộ nguồn đó chính là khối RF và tuner dùng để điều chế và giải điều chế UHF và VHF dành cho TV đời cũ. Đây chính là phần dàn cơ,
Vỏ dàn cơ thì khá là hiếm ở những máy national, nó chỉ sử dụng trong một vài model mà thôi. Và model NV1000HD này được sử dụng cái loại dàn cơ này. Loại dàn cơ này được đúc bằng nhôm rất chắc chắn. Và một điều đặc biệt là máy này không sử dụng bất kỳ một sợi dây cobra nào, mà thay vào đó nó sử dụng toàn là phương pháp dẫn động trực tiếp. Và máy này sử dụng có đến 6 động cơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp băng ra. Đây chỉ là phần hộp băng của máy. Phần hộp băng này có sử dụng motor riêng biệt và ăn khớp trực tiếp, không có dây cobra ra. Loại hộp băng này nuốt băng rất là êm và rất là nhanh. Đây chính là phần dàn cơ chính. Dàn cơ chính này sẽ còn lại là 5 motor. Đó chính là motor trống từ, motor capstan, motor locking và hai motor reel. Đây chính là phần trống từ. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 7 từ, bao gồm là một cặp mép SB, một cặp mép EB dành cho chế độ kỹ xảo ha. Đây chính là cái cặp mép GX4 và một cặp mép Hi-Fi, và máy có trang bị thêm một mép từ xóa bay dành cho chức năng edit. Đây chính là trục capstan và binocular. Đây chính là motor locking về hệ thống cam. Motor locking này có hộp số ăn khớp trực tiếp, không có dây cobra. Đây chính là hai reel cuốn băng. Và mỗi reel này được điều khiển bằng một cái động cơ DC không chổi than phía dưới. Loại động cơ thì rất bền, cho moment rất mạnh và đáp ứng nhanh. Máy này có sử dụng cơ chế xả cuộn tự động Actitension. Tấm mạch bên phải trên cùng này đó chính là mạch timer. Mạch này sẽ có tác dụng là hẹn giờ, và đến đúng giờ nó sẽ chọn những cái kênh và tự động ghi băng vào máy. Những cái máy national thì thường thiết kế một cái mặt timer nằm phía trên như vậy. Tấm mặt phía dưới này đó chính là mặt Hi-Fi. Máy NV1000HD này được sản xuất vào năm 1986, cũng thuộc dạng là một trong những cái máy Hi-Fi đời đầu. Cho nên chúng ta thấy là cái mặt Hi-Fi của nó có cấu trúc rất là phức tạp. Và những cái máy Hi-Fi đời đầu này nó cho ra âm thanh rất là mộc mạc, nó không qua xử lý nhiều. Chúng ta thấy là cấu trúc nó cũng sử dụng rất là nhiều IC ha, và rất nhiều linh kiện analog. Phía dưới của máy có hai tấm mạch rất là to. Tấm mạch bên trái này đó chính là mạch dùng để xử lý video, và tấm mạch bên phải này đó chính là mạch dùng để điều khiển hệ thống và điều khiển sạc vô cho các động cơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lật tấm mạch to này lên. Đây chính là mạch điều khiển hệ thống và điều khiển sạc vô. Mạch này cực kỳ phức tạp và trên đây có sử dụng rất là nhiều vi điều khiển. So với những máy trong cùng thời kỳ thì cái máy National NV1000HD này thiết kế tấm mạch này rất là công phu và có rất là nhiều thành phần. Chúng ta có thể thấy là máy này có sự đầu tư rất là lớn và đột phá về công nghệ khi mà nó sử dụng rất là nhiều vi điều khiển trên cái tấm mạch này. Tại vì máy này thuộc dạng là một trong những cái máy đời đầu mà có chức năng edit, cho nên là nó phải rất nhiều chức năng. Để đáp ứng được những chức năng như vậy thì là đòi hỏi là cái mạch này phải có cái quá trình điều khiển rất là chính xác, bao gồm là điều khiển tất cả các động cơ chạy đồng bộ với nhau để thực hiện chức năng edit. Do dàn cơ này sử dụng cơ chế ăn khớp trực tiếp, cho nên là sẽ có tấm mạch này. Đây chính là tấm mạch driver dành cho hai động cơ reel. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Đây chính là motor capstan, motor trống trời phía dưới. Và đây chính là cái bay sừ của hai cái động cơ reel. Đây chính là cam chính của máy. Và đây chính là motor giảm tốc có hộp số ăn khớp trực tiếp, không có dây cobra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Máy này sử dụng động cơ ăn khớp trực tiếp cho nên là chạy rất là êm. Cũng như chúng ta thấy là nó tua băng rất là mạnh nè. Băng dừng lại cũng rất là êm ha. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play.
Khi tôi vừa bấm play thì là hình ảnh xuất hiện rất là nhanh, hình ảnh rất là đẹp ha. Và âm thanh hi-fi cũng lên rất là hay. Máy chụp ảnh rất là tốt các bạn. Chúng ta có thể kiểm tra mức hi-fi tracking bằng cách là gạt công tắc này ha. Đây, chúng ta thấy là mức hi-fi tracking rất là cao. Bây giờ tôi sẽ thử chức năng Shuttle và Drop. Bây giờ tôi sẽ nhấn nút này. Khi tôi vừa nhấn cái nút này thì là chúng ta thấy là hình ảnh hoàn toàn đứng yên, không có hề có một cái nhiễu sọc nào hết. Bây giờ tôi sẽ cho đi từng frame hình. Đi từng frame hình thì hình ảnh cũng rất là tốt ha, không hề có sọc nhiễu. Bây giờ là Shuttle. Bây giờ tôi bấm nút play trở lại. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu video Master, đó chính là đầu National model là NV1000HD. Đây là một đầu video VS rất chất lượng. Và đặc biệt hơn nữa, đầu NV1000HD này là cơ sở để phát triển một vài cái model high-end sau này. Và những clip tới tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những model đấy. Mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.